Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thông tin ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Sau đây là những nội dung chính có trong chương trình hôm nay, thứ năm ngày 4 tháng 7 năm 2024. Khởi động dự án chống sói lở bảo vệ bền vững bờ biển Hội An. Thuê bao 2G sẽ bị tắt sóng vào ngày 15 tháng 9. Sốt áo bóng đá tại Thụy Sĩ. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định số 585 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đối với ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam. Theo quyết định này, Thủ tướng Chính phủ quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam. Quyết định có hiệu lực từ ngày 3 tháng 7 năm 2024. Trước đó, sáng ngày 21 tháng 6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 23, thực hiện quy trình về công tác nhân sự theo thẩm quyền. Ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ phiếu bầu 100%. Như vậy, tỉnh Quảng Nam đã kiện toàn chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và 4 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sáng qua, đoàn công tác gồm ông Olivier Brotcher, đại sứ Pháp tại Việt Nam, ông Hervé Conan, giám đốc cơ quan phát triển Pháp AFD tại Việt Nam, ông Jesus Lavina, phó trưởng ban hợp tác, phó trưởng đại diện phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Quảng Nam. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu tiếp và làm việc với đoàn. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu bày tỏ vui mừng đón tiếp ngài đại sứ Pháp tại Việt Nam đã đến thăm làm việc tại Quảng Nam, cảm ơn những sự hỗ trợ của chính phủ và nhân dân Pháp với tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua. Về đầu tư trực tiếp nước ngoài FDA, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 6 doanh nghiệp có quốc tịch Pháp và liên doanh Ý, Pháp, Việt, Pháp, Canada, Anh, Pháp đang hoạt động trong lĩnh vực may mặc, du lịch dịch vụ với tổng vốn gần 48 triệu đô la Mỹ. Chính phủ Pháp thông qua đại sứ Pháp tại Việt Nam và cơ quan phát triển Pháp AFD tài trợ tỉnh Quảng Nam thực hiện một số dự án về cải thiện môi trường, phát triển nông thôn tổng hợp, xử lý nước thải, chất thải rắn, hỗ trợ Quảng Nam thực hiện hai dự án liên quan đến vấn đề sói lở của bờ biển Hội An với tổng mức đầu tư gần 42,5 triệu euro. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu mong muốn chính phủ Pháp, cơ quan phát triển Pháp AFD sẽ tiếp tục hỗ trợ tỉnh Quảng Nam trong thời gian tới. Đại sứ Pháp tại Việt Nam, ông Olivier Brotcher cho biết Pháp và Việt Nam có quan hệ đối tác chiến lược, trong đó chú trọng việc hỗ trợ đổi mới phát triển kinh tế, cùng nhau đối mặt với những thách thức mang tính toàn cầu như giảm phát thải carbon, tăng khả năng ứng phó trước biến đổi khí hậu. Dự án liên quan đến vấn đề sói lở của bờ biển Hội An cũng mang ý nghĩa như vậy, hướng tới tìm ra những giải pháp mang tính bền vững, có thể nhân rộng ở những tỉnh thành khác. Bên cạnh đó, phía Pháp cũng sẽ hỗ trợ Quảng Nam triển khai giải pháp tổng thể lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn. Ngài đại sứ mong muốn các dự án sẽ triển khai và mang lại kết quả tốt đẹp, đồng thời lắng nghe thêm những lĩnh vực mà Pháp có thể đồng hành cùng Quảng Nam để mối quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng phát triển. Chiều cùng ngày, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam phối hợp với đoàn công tác Pháp tổ chức khởi động dự án chống sói lở bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam. Tham dự sự kiện có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu, đại diện các sở ngành địa phương của tỉnh. Về phía đoàn công tác Pháp có ông Olivier Brotcher, đại sứ Pháp tại Việt Nam, ông Hervé Conan, giám đốc cơ quan phát triển Pháp AFD tại Việt Nam, ông Jesus Lavina, phó trưởng ban hợp tác, phó trưởng ban đại diện phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu cho biết, từ sau năm 2014, bờ biển Hội An bị sói lở nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến hạ tầng, đời sống và sinh kế của người dân. Quảng Nam đã triển khai nhiều giải pháp khắc phục, tuy nhiên còn nhiều khó khăn do nguồn lực hạn chế. Việc triển khai dự án chống sói lở bảo vệ bền vững bờ biển Hội An tỉnh Quảng Nam với sự tài trợ của cơ quan phát triển Pháp AFD và Liên minh châu Âu EU thông qua Quỹ Quản lý nước và Tài nguyên thiên nhiên Quam Facility sẽ góp phần giúp Quảng Nam ứng phó với vấn đề sói lở bờ biển Hội An, góp phần bảo vệ cuộc sống cho người dân và phát triển kinh tế, nhất là lĩnh vực du lịch tại địa phương. Đại sứ Việt Nam tại Pháp, ông Olivier Brotcher nhấn mạnh, Pháp luôn đồng hành cùng Việt Nam để giải quyết những vấn đề mang tính toàn cầu như biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học. Sự thành công của dự án sẽ là tham chiếu cho quá trình hợp tác giữa hai bên trong tương lai.
dự án chống sói lở bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam nhằm xây dựng giải pháp công trình tổng thể nhằm chống sói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, đáp ứng nhu cầu cấp thiết về ổn định chỗ ở và phát triển kinh tế của cộng đồng dân cư khu vực dự án, phù hợp với quy hoạch và kế hoạch chiến lược phát triển của thành phố Hội An nói riêng, thích ứng với biến đổi khí hậu tại các khu vực ven biển tỉnh Quảng Nam nói chung. Dự án gồm hợp phần công trình và hợp phần phi công trình, trong đó sẽ đầu tư xây dựng tuyến đê ngầm giảm sóng có tổng chiều dài 2.090m và thực hiện nuôi bãi. Tổng mức đầu tư dự án là 42 triệu euro, tương đương với hơn 982 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn vay từ AFD là 35 triệu euro, vốn viện trợ không hoàn lại là 2 triệu euro, từ EU thông qua quỹ Quam Facility và vốn đối ứng 5 triệu euro. Tại thành phố Hội An, chiều qua, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy tổ chức sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2024. Đồng chí Phan Thái Bình, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự hội nghị. Báo cáo của Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy cho biết, Ủy ban Kiểm tra các cấp tập trung vào công tác tham mưu phối hợp với cấp ủy liên quan để kiểm điểm đối với tổ chức đảng và đảng viên sai phạm. Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã xem xét 8 tổ chức đảng vi phạm, cấp có thẩm quyền kỷ luật khiển trách 5 cơ sở đảng. Ngoài ra, 31 đảng viên vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật, cấp có thẩm quyền kỷ luật cảnh cáo 1 đảng viên, khiển trách 17 đảng viên. Những tháng đầu năm 2024, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên theo đúng quy định điều lệ đảng và đạt những kết quả tích cực. Đáng chú ý, Ủy ban Kiểm tra các huyện và cơ sở giám sát 211 tổ chức đảng và 258 đảng viên, góp phần hạn chế khuyết điểm, đề cao tự phê và phê bình trong đội ngũ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, cấp quản lý. Hội nghị cũng đưa ra những khuyết điểm hạn chế cần khắc phục và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng còn lại của năm 2024, trong đó cấp ủy, tổ chức, Ủy ban Kiểm tra các cấp cần chủ động, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, triển khai các chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14. Ủy ban Kiểm tra các cấp triển khai xác minh tài sản, thu nhập theo đúng quy định, phát động phong trào thi đua, tổ chức kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng 16 tháng 10 và nhiều nội dung quan trọng khác. Sáng qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc với một số hội quần chúng được Đảng Nhà nước giao nhiệm vụ để nghe báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng hoạt động trong thời gian đến. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc. Thời gian qua, các hội đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả, phù hợp với điều lệ và quy định pháp luật. Một số hội đã có những đóng góp tích cực trong việc giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em hiếu học. Công tác xã hội từ thiện nhân đạo góp phần thiết thực cho sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Tại buổi làm việc, các hội cũng đã nêu lên những đề xuất kiến nghị, tiếp tục quan tâm hơn nữa đến tổ chức bộ máy, chế độ chính sách, điều kiện kinh phí, hỗ trợ sửa chữa trụ sở làm việc và mua sắm trang thiết bị văn phòng. Thành phố Tam Kỳ sẽ thu hồi trụ sở làm việc của một số hội vào cuối năm 2024, do đó cần nghiên cứu bố trí trụ sở làm việc, đưa chỉ tiêu đánh giá công nhận đơn vị học tập và công dân học tập vào tiêu chí xét thi đua hàng năm đối với các trường học trong hệ thống giáo dục. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trong phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, đồng thời cảm thông, chia sẻ với những khó khăn của các hội. Đồng chí Trần Anh Tuấn đề nghị các hội tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra, phối hợp tốt các ngành, các hội ở cơ sở chăm lo đời sống, văn hóa tinh thần, kinh tế cho hội viên. Các sở ngành cần tập trung giải quyết, xử lý dứt điểm những tồn tại kéo dài và trả lời các đề xuất kiến nghị cho các hội bằng văn bản. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh đang triển khai 44 dự án với số tiền sau khi bổ sung phân bổ trong năm gần 715 tỷ đồng, tuy nhiên giá trị giải ngân chỉ mới đạt khoảng 16,3%. Tại buổi làm việc chiều qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn đề nghị đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, đảm bảo công tác giải ngân các nguồn vốn theo quy định. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh cho biết, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính làm ảnh hưởng đến tiến độ cũng như công tác giải ngân. Nổi lên trong đó là các dự án như đầu tư xây mới trường Trung học phổ thông Núi Thành đã ban hành quyết định trúng thầu xây lắp, nhưng hiện nay công tác san lấp mặt bằng chưa tiến hành xong. Các dự án như hồ chứa nước Lộc Đại, dự án sửa chữa hoàn trả tuyến đường DT609 cũ, dự án hệ thống thoát nước các dự án ven biển phía Bắc Điện Bàn giai đoạn 2, dự án cải tạo nâng cấp làng Hòa Bình đều vướng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở ngành và địa phương phối hợp, hỗ trợ Ban Quản lý hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để thi công hoàn thành công trình và bàn giao đưa vào sử dụng. Riêng đối với dự án đầu tư xe mới, nâng cấp cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 76 trạm y tế tuyến xã, đã có 15 trên 53 trạm đang triển khai thi công. Sáng qua tại thành phố Hội An, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn công tác chuyển đổi số du lịch năm 2024. Tham gia tập huấn có đại diện Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh truyền hình các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp, khu, điểm du lịch. Phát biểu khai mạc tập huấn, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, trong lĩnh vực du lịch, việc chuyển đổi số là ưu tiên hàng đầu. Trong 3 năm trở lại đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung rất nhiều cho công tác chuyển đổi số du lịch. Chuyển đổi số không đơn giản, mỗi cơ quan đơn vị muốn chuyển đổi số đạt như mong muốn, cần quá trình dài hơi. Chương trình tập huấn sẽ có 6 chuyên đề, cung cấp nhiều thông tin hữu ích đến các chủ thể liên quan của ngành du lịch Quảng Nam. Chương trình tập huấn đã chia sẻ thông tin về các giải pháp công nghệ, cách thức số hóa, triển khai sử dụng công nghệ 360 Virtual Tour, thuyết minh tự động, giải pháp chuyển đổi số trong quản lý vận hành doanh nghiệp lưu trú, điểm đến, khu vui chơi giải trí, giải pháp số hóa 10 chức năng nghiệp vụ trong quản trị. Dịp này, đại diện VNPT Quảng Nam cũng có báo cáo chuyên sâu về hệ thống du lịch thông minh tỉnh Quảng Nam, cách thức thông tin dịch vụ, hình ảnh để quảng bá doanh nghiệp du lịch, bán tour, lên lịch trình tự động, bán phòng và trao đổi trực tuyến với khách hàng qua hệ thống du lịch thông minh. Hôm qua, Huyện ủy Quế Sơn tổ chức hội nghị lần thứ 19 khóa 25 nhằm đánh giá tình hình thực hiện các mặt công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 và quán triệt một số nội dung quan trọng khác. 6 tháng đầu năm, Huyện ủy Quế Sơn đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện mục tiêu nhiệm vụ trên các lĩnh vực đạt kết quả quan trọng. Sản lượng lương thực cây có hạt vụ đông xuân đạt 24.400 tấn, tăng 5% so với vụ mùa năm trước. Tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi được kiểm soát, tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 2.374 tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2023. Hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn huyện duy trì ổn định, tổng thu ngân sách nhà nước hơn 669 tỷ đồng, bằng 82% kế hoạch tỉnh giao. Đến nay, Quế Sơn có 9 trên 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 18 thôn được công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực. Trong 6 tháng đầu năm, Quế Sơn kết nạp 54 đảng viên mới, đạt 62% so với chỉ tiêu tỉnh giao. Đến nay, toàn đảng bộ huyện có 53 tổ chức cơ sở đảng với 3.766 đảng viên. Thưa quý vị, 6,42% là mức tăng trưởng tích cực đã vượt so với dự báo trong 6 tháng đầu năm 2024. Đây sẽ là cơ sở tạo đà cho việc nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả năm nay. Trong đó, theo các chuyên gia, tiêu dùng trong nước vẫn là yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhờ lợi thế của một thị trường tiêu thụ nội địa với hơn 100 triệu dân. Kết quả 6 tháng đầu năm đóng góp nhiều nhất cho GDP quý 2 là khu vực dịch vụ tăng hơn 7%, tiếp đến là khu vực công nghiệp và xây dựng và khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản. Tăng trưởng tích cực thể hiện ở cả 3 khu vực kinh tế cho thấy rõ xu hướng phục hồi của nền kinh tế. Là với cái tăng trưởng GDP như thế thì các cái ngành nghề của chúng ta cũng có cái tăng trưởng tương đối tốt. Mà trước hết chúng ta thấy rằng là với nông nghiệp, cái vượt qua cái khó khăn rất lớn để mà có được cái tốc độ tăng trưởng. Với cái tăng trưởng về công nghiệp thì chúng ta thấy rằng cái chỉ số công nghiệp nó đã tốt dần lên. Chúng ta cũng hy vọng rằng cái ngành công nghiệp trở thành một cái ngành cơ bản để mà có thể tạo ra cái hoạt động tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế trong cái thời gian tiếp theo. Mức tăng trưởng tích cực 6 tháng đầu năm là cơ sở tạo đà cho việc nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả năm trong những tháng tiếp theo. Trong đó, tiêu dùng trong nước vẫn là yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng với thị trường hơn 100 triệu dân. Việc Quốc hội vừa nhất trí tiếp tục kéo dài chính sách giảm thuế VAT 2% đến hết năm không chỉ hỗ trợ người tiêu dùng giảm thuế mà còn giúp sản xuất kinh doanh sôi động. Ba luật liên quan tới thị trường bất động sản là Luật Đất đai, Nhà ở và Kinh doanh bất động sản chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8, sớm hơn 5 tháng so với thời điểm đã được quyết định trước đó, cũng sẽ giúp cho thị trường bất động sản vốn còn nhiều khó khăn có cơ hội phục hồi. Cái luật đất đai mà chúng ta đưa vào kiến nghị là thực hiện sớm đấy, thì cái đấy nó cũng sẽ tháo nút thắt vì cái một trong những cái mà nó kìm hãm nền kinh tế, cái dòng tiền luân chuyển trong nền kinh tế, đấy là cái đất đai.
Thì nếu vấn đề được tháo gỡ, tôi nghĩ đấy cũng là một động lực để thúc đẩy cho cái GDP tăng trưởng. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp rời bỏ thị trường vẫn ở mức cao, tỷ lệ đầu tư tư nhân và tăng trưởng tín dụng hiện rất thấp. Do đó, nhiều chuyên gia đề nghị vẫn cần tiếp tục thực hiện các giải pháp cắt giảm thủ tục hành chính, giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn thuận lợi hơn. Các doanh nghiệp làm sao phải tiếp cận được các cái nguồn vốn tốt, các doanh nghiệp làm sao phải có những các cái điều kiện để mà đầu tư mới các cái yếu tố thỏa mãn các yêu cầu của thị trường quốc tế, và đồng thời kèm theo đấy là thúc đẩy cái tăng cầu tiêu dùng thông qua những yếu tố như là chúng ta cải cách cái yếu tố tiền lương cũng để tăng thêm thu nhập, chúng ta giảm các cái thuế thì tiếp tục phải kéo dài cái thuế VAT để giảm cái giá hàng tiêu dùng. Chúng ta phải đẩy nhanh các cái việc cải tiến các cái thủ tục hành chính để mà chăm sóc cho doanh nghiệp tốt hơn, và hơn nữa đó thì những cái chính sách hỗ trợ của chúng ta đó thì phải đảm bảo là nó phù hợp với thực tiễn. Bằng sự trợ lực của nhiều chính sách và sự nỗ lực từ chính cộng đồng người dân doanh nghiệp, các chuyên gia tin rằng nền kinh tế sẽ bứt phá trong 6 tháng cuối năm, tạo đà cho việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của năm 2024. Ngày 3 tháng 7, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã có thông tin về diễn biến mưa lớn và đề nghị các tỉnh, thành phố, bao gồm cả Hà Nội, chủ động ứng phó trong trường hợp hai hồ chứa Thủy Điện Hòa Bình và Tuyên Quang xả lũ. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ sáng ngày 3 tháng 7, ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa rất to. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét, mưa đá là cấp 1. Mưa lớn dự kiến sẽ tác động biến đổi mực nước trên hệ thống các hồ chứa thủy điện, đặc biệt là hai hồ chứa Thủy Điện Hòa Bình và Tuyên Quang. Điều này có thể tác động đến vấn đề an toàn hồ đập và vùng hạ du sông Hồng, trong đó có vùng thủ đô Hà Nội. Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đang đề nghị các địa phương tổ chức trực ban, theo dõi diễn biến thời tiết, thông tin dự báo, cảnh báo kịp thời đến chính quyền cơ sở và người dân, đồng thời triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn và đảm bảo an toàn hạ du khi xả lũ hai hồ chứa Thủy Điện Hòa Bình và Tuyên Quang, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Thông tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết sẽ không cấp lại ban tần 900 MHz và 1.800 MHz cho các nhà mạng đang sử dụng và sẽ hết hạn vào ngày 15 tháng 9. Chính vì vậy, các nhà mạng sẽ buộc phải tắt sóng 2G theo lộ trình đã được đưa ra. Trong trường hợp vẫn sử dụng thiết bị chỉ hỗ trợ mạng 2G, 2G only, người dùng có nguy cơ không thể sử dụng dịch vụ. Nhà mạng cũng không thể can thiệp do giấy phép ban tần 900, 1.800 MHz vốn là tần số chính dùng cho dịch vụ 2G tại Việt Nam, khi đó sẽ hết hạn. Bộ sẽ không cấp phép lại các ban tần 900, 1.800 MHz. Doanh nghiệp phải có phương án đảm bảo không còn thuê bao sử dụng thiết bị đầu cuối, chỉ hỗ trợ 2G only. Trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2024 đến tháng 9 năm 2026, hệ thống 2G vẫn duy trì nhưng không phát triển thêm thuê bao mới. Thưa quý vị, vườn quốc gia Xuân Thủy, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định có diện tích khoảng 7.100 ha, phù sa màu mỡ của sông Hồng và biển cả đã tạo nên khu đất ngập nước với thảm thực vật phong phú, là môi trường lý tưởng để phát triển nghề nuôi ong lấy mật. Thời điểm này khi mùa hoa sú, vẹt, nở rộ cũng là lúc người nuôi ong phấn khởi thu hoạch mật. Mùa hoa sú vẹt năm nay, ngay thời điểm tháng 4, ông Nguyễn Văn Lường đã đưa 500 đàn ong của mình về vườn quốc gia Xuân Thủy để lấy mật. Từ đầu vụ đến nay, ông Lường đã có 3 lần thu hoạch mật với sản lượng gần 5 tấn mật. Năm nay hoa ít nở, năng suất mật kém nhưng giá lại cao hơn so với mọi năm. Giá mật thì năm nay thì là nói chung là thời thế mật ở đây thì cái giá mật là nó sẽ cao hơn so với mọi năm một chút. Bây giờ mình đang bán ở đây, bán được thương lái là nó rơi vào 100.000 một lít. Vườn quốc gia Xuân Thủy trải dài trên 5 xã Giao Thiện, Giao An, Giao Lạc, Giao Xuân và Giao Hải. Mỗi năm có trên 20 chủ ong đưa từ 6.000 đến 7.000 đàn ong về khai thác mật. Ngoài giá trị về kinh tế cho người nuôi ong, nghề quay mật cũng đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân địa phương. Cái tổ lấy mật của chúng tôi gồm 7 người, đi làm vào từ lúc 5 giờ sáng và kết thúc vào 9 rưỡi buổi sáng. Cái công của chúng tôi đi từ 5 giờ sáng đến 9 rưỡi thì được 300.000 mỗi một người. Trước tiềm năng và hiệu quả kinh tế từ rừng ngập mặn, những năm qua Ban Quản lý Vườn Quốc gia Xuân Thủy và chính quyền địa phương đã triển khai dự án tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận mật ong rừng Sú Vẹt, Vườn Quốc gia Xuân Thủy.
để xây dựng cơ chế quản lý, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho các hộ khai thác kinh doanh cũng như hỗ trợ nâng cao chất lượng cho sản phẩm. Thì mật ong Sú Vẹt đã được công nhận là sản phẩm ô cốp 3 sao. Và sau khi mà được công nhận sản phẩm ô cốp 3 sao này thì sản phẩm mật ong đã được nâng về cái giá trị. Cây Sú Vẹt là một trong những cây mọc ở ven biển, hoa nở tự nhiên, không bị ảnh hưởng bởi các loại hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật. Vì vậy, nuôi ong ven rừng ngập mặn luôn cho chất lượng mật tự nhiên, sạch, thơm, rất tốt cho sức khỏe. Ngoài lợi ích về kinh tế, nuôi ong lấy mật ở vườn quốc gia Xuân Thủy còn góp phần bảo vệ tính đa dạng sinh học của các loài thực vật và bảo vệ môi trường sinh thái ven biển. Thưa quý vị, theo quyết định 2345 QĐ-NHNN về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước, khách hàng bắt buộc phải xác thực sinh trắc học khi thực hiện một số giao dịch ngân hàng trực tuyến từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Việc thực hiện xác thực sinh trắc học đạt mức độ bảo mật cao, góp phần hạn chế tối đa khả năng làm giả, gian lận của đối tượng xấu. Những ngày này, người dân đang chạy đua cập nhật dữ liệu sinh trắc học để tránh bị gián đoạn dịch vụ. Mời quý vị và các bạn theo dõi ghi nhận sau. Trong 3 ngày, từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 7, theo ghi nhận của phóng viên, tại các ngân hàng, lượng khách hàng đến cập nhật dữ liệu sinh trắc học khá đông. Một số khách hàng thông tin trên tài khoản đăng ký ban đầu không khớp với thông tin trên căn cước công dân gắn chip hoặc điện thoại không có tính năng đọc mã chip điện tử thì sẽ phải ra chi nhánh ngân hàng để được nhân viên hỗ trợ cập nhật. Mình sẽ qua đây để mình cài đặt cái thông tin trắc học đi. Mà cái máy mình bị lỗi cài đặt miết không được. Nên nhờ mấy bọn trong này là cài đặt giùm. Như mình tới là hồi nãy chờ là không có chờ. Tới là cán bộ họ giúp mình liền. Theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, các giao dịch chuyển tiền trên 10 triệu đồng một lần hoặc dưới 10 triệu đồng một lần, nhưng tổng số tiền các giao dịch trong ngày từ 20 triệu đồng trở lên đến lần chuyển tiếp theo trong ngày đó phải bổ sung phương thức xác thực bằng khuôn mặt. Dù đây là phương thức mới, nhiều người dân gặp khó trong ngày đầu tiên áp dụng, nhưng nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của các chuyên viên ngân hàng nên người dân được cập nhật khá nhanh chóng. Khi mình có tin nhắn mà khi mình kích vô mình chuyển tiền rồi đó thì mình thấy họ nói là xác nhận sinh trắc học rồi nhận dọn khuôn mặt đó thì mình cũng không nhờ ai hết, mình tự mình lùm, nhưng mình lùm không được thì mình đến ngân hàng mình lùm cho chắc an hơn. Nhân viên ngân hàng rất là đón tiếp, rất là nhiệt tình, hướng dẫn mình lùm thì mình thấy cũng dễ dàng hơn. Xác thực bằng khuôn mặt khi chuyển tiền được xem là giải pháp hạn chế rủi ro gian lận lừa đảo từ tài khoản không chính chủ mạo danh. Giải pháp này không chỉ cho phép cơ quan quản lý, các tổ chức tín dụng xác định được chính xác chủ tài khoản, người thực hiện giao dịch, người thụ hưởng, mà còn bảo vệ tài khoản của khách hàng, giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro gian lận của đối tượng xấu. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang một câu chuyện thế giới. Thưa quý vị, chiến thắng của đội tuyển Thụy Sĩ trước Italy để giành vé vào chơi vòng tứ kết Euro 2024 đã tạo nên một cơn sốt bóng đá tại quốc gia châu Âu này. Tại nhiều nơi, áo đấu đội tuyển Thụy Sĩ đã cháy hàng trước sự săn lùng của cổ động viên trong những ngày qua. Số liệu thống kê cho thấy số lượng áo đấu đội tuyển Thụy Sĩ được bán ra trong tháng 6 đã đạt mức cao kỷ lục, thậm chí là cao hơn cả năm 2021 và 2022 cộng lại. Không chỉ mẫu áo chính với màu đỏ chủ đạo, mà ngay cả mẫu áo phụ màu trắng cũng cháy hàng. Thậm chí nhiều du khách nước ngoài còn lựa chọn việc mua áo bóng đá làm quà lưu niệm. Mùa hè năm nay, du khách sẽ có cơ hội lần đầu tiên tham quan một số khu vực của lâu đài Balmoral ở Scotland, thuộc sở hữu của Hoàng gia Anh. Lâu đài Balmoral nổi tiếng với vẻ đẹp tráng lệ, nằm giữa vùng cao nguyên xanh thẳm và yên bình ở Scotland, là nơi nữ hoàng Anh đặc biệt yêu thích. Đây là nơi sum họp hàng năm của gia đình Hoàng gia Anh. Hôm ngày 1 tháng 7, lần đầu tiên lâu đài mở cửa chào đón công chúng kể từ khi nó được hoàn thành vào năm 1855. Mỗi ngày lâu đài sẽ đón 40 du khách và các chuyến tham quan sẽ kéo dài đến ngày 4 tháng 8. Giá vé là 100 bảng Anh, tương đương với 127 đô la Mỹ. Thưa quý vị, cà phê muối là một món thức uống được pha bằng cách thêm sữa đặc có đường vào cà phê, sau đó phủ thêm một lớp kem mặn lên bề mặt. Đơn giản là vậy, nhưng nó lại sở hữu hương vị độc đáo, làm say lòng
nhiều khách nước ngoài. Giới thiệu về nguồn gốc của món cà phê muối, trang CNN đã nhắc đến quán cà phê muối nhỏ bình dị tại cố đô Huế, cũng là nơi sáng tạo ra loại thức uống độc đáo này. Mặc dù tên gọi là cà phê muối nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng hương vị của loại cà phê này thực sự hấp dẫn. Sữa đặc có đường giúp cân bằng vị đắng của cà phê và muối làm tăng thêm vị ngọt, giống như cách thêm một chút muối trong caramel để hương vị nổi bật hơn. Vào tháng 5 gần đây, các chi nhánh Starbucks tại Việt Nam cũng đã dấn thân vào làn sóng cà phê muối khi quyết định ra mắt phiên bản cà phê muối riêng họ. Thông tin vừa rồi đã khép lại một câu chuyện thế giới. Tiếp tục chương trình là những thông tin về tình hình dự báo thời tiết. Thành phố Tam Kỳ mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm từ 68 đến 90%, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm từ 70 đến 90%, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm từ 68 đến 85%, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Núi Thành mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm từ 65 đến 85%, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Trà My mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm từ 70 đến 98%, gió nhẹ. Thị trấn Thạnh Mỹ mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, độ ẩm từ 68 đến 98%, gió nhẹ. Thị trấn Brown mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm từ 69 đến 97%, gió nhẹ. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Thông tin Ngày Mới đã kết thúc. Chương trình được phát vào lúc 6 giờ sáng hàng ngày và phát lại vào lúc 8 giờ 30 phút hàng ngày. Quý vị có thể xem lại chương trình trên website của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam ở địa chỉ www.qrt.vn. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.